chị tính nói đi. Dạ, nói hả? Nói. Cái này à, đây là em chỉ là đại diện cho một người chị cả ở New York đến để đưa quà Giáng sinh cho chị. Ở đây là em có nhiệm vụ gửi cho chị thôi. À, chị đó cũng tên Tuyết như chị. Rồi chị Tuyết, chị nói gì đi. Dạ, dạ thưa. Chị nhìn vào ống kính nè. Dạ, dạ cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, nhiều lắm. Dạ. Rồi, đây là con của chị Tuyết, cháu Nghị. À, năm nay là cháu là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu 36 tuổi rồi. À, dạ. Cháu 36 tuổi rồi. Thôi kệ, nó muốn đi đâu để cho đi đi chị, cứ đi tự nhiên đi. Tiểu chị bưng nổi không chị? Chị cứ cho cháu đi vệ sinh bình thường nha chị, không sao đâu, cứ tự nhiên đi. Sao giờ nước nó không thoát nữa hả chị? Dạ. Yeah. Nước không thoát nữa hả? Không thoát. Không phải nó thoát nhưng mà mình đổ ra ngoài cho nó sạch sẽ. Vậy hả? Yeah. Rồi mỗi lần chị tắm cháu sao? Bữa nay chị có bồng cháu nổi không? Dạ dạ. Dạ không có bồng nữa, chị dẫn đi mà. À. Bồng nó oxy lên không oxy. Oxy lên. Cái này là gạo tiếp. Dạ gạo. Làm sao để dưới đất vậy? Dạ. Yeah. Chưa đem vô hả? Dạ, mới chỗ đó chị phải chà kỹ trơn trượt không nguy hiểm cho cháu đó. Dạ 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 rồi. Đây là cái căn nhà mà lúc mà em đến đây với chị Tuyết thì chỉ là 4 bức tường thôi, cũng không được quét vôi trắng trẻo như vậy đâu. Toàn bộ ở đây là tụi em phải sửa sang lại. Nó cái phòng này nó nhiều màu lắm đó, chẳng hạn như ở đây là màu trắng nè, qua tới đây là màu hồng đó. Rồi đây là cái bếp mà em đến là em sửa sang và em đã thiết kế lại. Số tiền đó cũng là do xin mỗi người một ít để làm cho chị cái bếp. Gạch gắn để tường này cũng là do mình làm, mục đích để cho cháu Nghị nó có tắm rửa thì nó dựa vào tường. Đi đứng rất là khó khăn. Cháu năm nay là 30 mấy rồi, trong khi chị Tuyết thì năm nay chị Tuyết bao nhiêu rồi chị Tuyết? 61 tuổi rồi mà phải dìu dắt một đứa con như vậy. Thì chị thấy ở đây là cái hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh rất là nhếch nhác. Và đó là chủ nhà họ chỉ hồi đầu thì họ nói là họ cho ở nhờ, không có lấy tiền. Nhưng mà sau khi em sửa sang cho chị Tuyết rồi thì họ bắt đầu lấy tiền tháng. Một tháng là bao nhiêu chị ha? Dạ, 600. 600 ngàn, chưa tính điện và nước phải không? Dạ. Đó, thì cái sinh nhai, cái công việc của chị là đó là cái sinh hoạt của chị là gồm có là buôn bán về hành tỏi. Ở đây là thức ăn của cháu hả chị ha? Dạ, cháu ăn rau ha. Còn đây là tỏi. Tỏi chỉ ra chợ bán mỗi ngày. Có thể ngày mai em sẽ chụp vài tấm hình cho chị xem về cái buôn bán. Thu nhập của chị cũng bấp bênh bởi vì buổi sáng thì chị phải tắm rửa cho cháu hả? Dạ, chị nói đi, chị nói cho. Dạ, chị ngồi đi. Phải sáng lo cho nó ăn uống rồi mới đi ra chợ được. Rồi vậy mới đi ra chợ được. Dạ. Dạ.
thời gian này thuốc em lấy ở trên bệnh viện thần kinh lấy cho chị là còn hết bác sĩ Châu? Dạ, cũng gần hết rồi cô. À, hả? Bắt đầu tháng mấy thì em có thể đi lấy thuốc lại cho chị? Dạ, thì cũng còn khoảng 10 bữa nữa rồi. 10 bữa nữa là hết thuốc rồi, sao chị không chuẩn bị trước? Còn tiền không? Dạ,